Xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay là cái ngày mùng 7 các bạn. Mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý. Thì giác sáng này các bạn. Tôi đang ngồi thì tôi có suy nghĩ đến một cái tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái tiêu đề là sau khi cây mai cho bông tết, nhìn lá phát triển của cây mai mình biết được cây mai đó nó mạnh hay là cây mai bị yếu. Cái chủ đề này đơn giản nha các bạn, nhưng mà mình sẽ nhìn được những cái thành phần đó và mình có cách xử lý riêng cho từng cây mai. Đối với những cái bạn mua mai nhà 1-2 cây, mình xử lý cái này nó cũng là cái để cho mình giảm hạn chế cái xác suất để cây mai mình phục hồi cây mai nó tốt hơn nha các bạn. Thì bây giờ trước hết tôi nói các bạn đi thẳng chủ đề luôn nha. Những cây mai mà các bạn để ngoài nắng, đây nè, những cây mai các bạn để ngoài nắng, các bạn thấy không, sau khi các bạn lặt bông thì cái bộ lá nó phát triển rất là mịn màng các bạn nè, dễ thương vô cùng, dày các bạn rờ cái tay vô, dày đeo hen, đây thì rất là dễ thương và mình an tâm các bạn, rất an tâm đối với những cây mai mà sau khi cho bông nằm ở ngoài nắng và các bạn lặt bông đi thì nó sẽ đâm những cái đọt đọt non rất là mạnh mẽ. Thì cái mai này là cái mai mạnh nha các bạn. Đây tôi cho các bạn xem ha. Thì đây là những cây mai tôi trực tiếp ở ngoài nắng và cái bông trung bình thôi các bạn, thì cái bông cái lá nó ra rất là chuẩn, rất là yên tâm. Đây ở đây là cái hiện tượng bọ trĩ nè các bạn. Đây tôi chỉ nha, khi nhớ phòng trừ con bọ trĩ nha. Cái chủ đề này cũng đi đơn giản nha, nhưng mà rất là có lợi nha các bạn. Đây nó dũng dũng vậy nè các bạn, đây là bọ trĩ. Thì cái cách nhìn của tôi thì dễ các bạn, nhớ phòng trừ con bọ trĩ nha. Thì bây giờ đừng có hỏi thuốc nữa nghe, cứ ra nói bọ trĩ. Tôi mua cái chai bọ trĩ mắc lắm, tại vì tôi trồng nhiều, không phải là mắc với cái rẻ, nhưng mà các bạn để các bạn hỏi là hiệu gì nữa. Khổ quá, khổ là cái gì, không phải là đồng cảm, nhưng mà tôi đã nói đi nói lại rồi thì các bạn nên ra nói tôi xịt con bọ trĩ với hai cây mai, người ta sẽ bán cho các bạn ha. Và cái cách nhìn con bọ trĩ rất dễ các bạn, tôi mới búng thử nè, lấy cái mặt điện thoại tắt máy ha, lấy cái mặt điện thoại hứng dưới này nha các bạn, lấy cái tay búng lên này thì nó sẽ con bọ trĩ nó sẽ bò, các bạn thấy rất là rõ. Đây là cái nhìn ha. Thì bây giờ trở lại chủ đề, các bạn thấy cái bộ lá nó ra rất là mượt mà. Và tôi sẽ qua đây ngày hôm qua, đây là cái mai để ngoài nắng nữa nè, các bạn thấy là bộ lá không rất dày, các bạn rờ cái tay vô ha. Rồi ngày hôm qua thì có hai cây mai trở lại cho tôi, thì các bạn xem cái bộ lá ha, để mình nhìn cái bộ lá thì mình biết được cái mai mạnh và cái mai yếu. Thì đây là chứng minh rõ ràng ha, đây là người ta đem về chơi, người ta có dán ha, chứ không phải là mai tôi đầy, các bạn thấy mỏng lét mỏng te, thấy chưa, các bạn thấy chưa nè, mỏng nè, gần kỹ đó coi, cái này nó mỏng nè, thì như vậy tại gì. Rồi thêm cây mai nữa đi rồi tôi nói ha, cây mai này, nhưng mà tôi á, các bạn để trong ngát nhẹ đi mà phải có nắng, nó trái chút đỉnh không sao đâu các bạn. Từ tôi nói từ sáng tới 9-10 giờ, đây là những cây mai mà tôi đem về, các bạn thấy không, đây các bạn thấy chưa. Thì như vậy là gì, nhìn cái bộ lá mình sẽ biết được cái mai này nó mạnh yếu, thì cái mai này nó đang bị yếu, các bạn thấy chưa, đây nè cái lá nè. Thì bây giờ như vậy là cái gì, tại sao mình chưa cái lá này, cái mấu chốt là ở chỗ này. Đây cái lá nó đọt non ra, các bạn thấy không? Khi ra thì cái rễ nó phát triển nhưng mà rất yếu, các bạn thấy nè, nó cái này là do chạy gió các bạn, nhưng mà tôi các bạn thấy là nó buồn, bạn thấy không. Như vậy thì cây mai này là gì, tôi gọi là cây mai yếu. Do như thế nào, nó có 3 trường hợp để mình xác định cây mai mạnh và cây mai yếu. Cây mai mạnh là nãy tôi nói rồi, bây giờ cây mai yếu này. Thứ nhất, để trong nhà trong mát thời gian dài
dẫn tưới nước thì cây mai nó đỡ đỡ một chút, là cái dẫn yếu. Trường hợp thứ hai, để trong nhà, để gần quạt máy là cái trường hợp cây mai nó khác nữa. À, cái trường hợp thứ ba là để trong nhà không tưới là nó khác nữa. Các bạn thấy chưa, thấy cây mai nó khó không? Quá khó đi. Và những cây mai đã suy rồi, đã có hiện tượng suy, các bạn ép người ta cho ra bông và để trong nhà thì nó là ba cái thành phần yếu. Các bạn thấy yếu chưa? Thì bây giờ như thế nào các bạn? À, cái chỗ là như thế nào? Nhìn cái đọt biết liền đây. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, những cây mai các bạn ha, đã tôi nói rồi, bây giờ để trong nắng một tuần lễ, nếu mình thấy cái lá này nó để một tuần rồi tôi nói dời ra ngoài nắng, cái đó là cái nguyên tắc ha. Hoặc để trong cái nhà lưới để cho nó nhận cái xương, nó quen lại với cái xương, và cái xương là trời xương á các bạn ha. Và nó cái lá này nó phát triển thì nó lại quang hợp, nó tiếp tục, tức là nó mình đã làm gián đoạn sinh trưởng thì nó trở lại sinh trưởng bình thường. Đó là cái mà tôi chia sẻ. Và những cây mai sau 7 ngày mà cái lá của nó vẫn ra mỏng ha, ôi ôi ha, là nó ngà ngà, thì các bạn khoan hãy đem ra ngoài nắng. Các bạn thấy không, nhìn cái bộ lá mới biết. Các bạn thấy nó cái bộ lá nó quan trọng không? Thì mình mới biết cây mai này yếu hay là cây mai này mạnh, nhìn vào cái bộ lá. Còn bây giờ tôi nói lại nè, nếu mình cắt đôn ha, có những bạn nói đôn nhẹ thì được rồi, các bạn lặt hết những cái lá này thì cây mai này các bạn sẽ không biết được cây mai này mạnh hay yếu, mà các bạn chỉ chờ thời là thôi, trông cho nó ra đọt. Cái thời gian nó quá lâu đi, gián đoạn ra quá xa thì cây mai này cái nguy cơ là, tôi không nói là cây nào cũng chết, khó phục hồi. Thì bây giờ tôi nói nè, nói dốt ha. À, bây giờ mình nói nghe chơi nè. Đối với những bạn thì tôi không biết sao ha. À, đối với tôi là nuôi nhiều, cho trường hợp cho anh em mượn nè, mượn chơi nè, đây nè, có dán ha. À, chứ tôi không phải tôi lấy cây mai nhà tôi ra đây nè, có dán chữ nè, không tưới các bạn. Hai toàn bộ những cây mai anh em đem nhà đều không tưới hết. Tôi về tôi tưới lại và tôi thấy rất là nóng ruột, dù cây mai đã bán rồi hay là cây mai tôi cho mượn, rất là nóng ruột đối với những anh em chơi mai nhà. Nhưng mà điều đó mình chấp nhận. Bây giờ tôi nói dốt nha, bây giờ thí dụ vậy nữa nè, nói chuyện chơi mà. Đây nè, cây mai này để ngoài nắng các bạn thấy nó ra rất là dày, đọt ngon, rất là mịn màng nha các bạn. Tôi nói các bạn nè, đối với các bạn một hai cây thì tôi không biết sao, nhưng mà đối với cái chỗ của tôi đưa cho mượn hàng 10 cây ha, rồi những cái bạn là mua gửi lại là khoảng mười mấy 20 cây, thì tôi nói các bạn là nói dốt nghe ha. Khi tôi thâu lời tôi nói y như cái bệnh viện nha các bạn, bệnh viện của cây mai, chứ không còn là cái chỗ mà nuôi mai nữa, mà gọi là bệnh viện của cây mai. Là sao các bạn? Đó, hồi nãy tôi nêu ba trường hợp, ba bốn năm cái thứ bệnh. Mình là con người, tôi là phải trị bệnh những cái cây mai này, các bạn thấy rất là phức tạp. Các bạn thấy chưa? Như vậy thì cái gì? Cái lá này nó lại quyết định cây mai mạnh, cây mai yếu. Các bạn thấy lợi không? Bởi vì cây mai bệnh thì mình sẽ đưa cái gì cho nó? Đưa cháo, bệnh thì mình cho ăn cháo. Cây mai mạnh chút thì mình cho ăn cá. Đó, tôi nói ví dụ vậy. Các bạn thấy chưa? Thì mình nhìn vào cái bộ lá này thì tôi nói các bạn, như cái bệnh viện này đó, nó đa bệnh. Thì bây giờ những cái cây mai mà cũng như tôi nói các bạn, bệnh viện thì nó phải có nhà xác. Tôi nói các bạn là y vậy, không có chạy được nào. Không phải là do cây mai mà do chính cái bản thân cái người nuôi, cái người chơi cây mai làm cho nó trái với tự nhiên. Thì cái điều đó mình chấp nhận, nhưng cái mức độ vừa phải, không tưới tăng. Các bạn thấy chưa? Không chịu tưới cho người ta, để trong nhà rồi không tưới, rồi thậm chí nhiều khi đổ bia bọng. Tại vì sao đem vô nhà các bạn tưới? Các bạn sợ dơ cái nhà. Nhưng mà các bạn quên nhớ rằng những cây mai các bạn thuê của người, của anh em chơi, hoặc là cây mai của chính các bạn cũng vậy, các bạn không quan tâm tới cây mai. Đối với tôi nuôi cây mai tôi rất cưng. Dù các bạn thấy không, thì bây giờ tại sao mình là rồi bây giờ là tôi nói các bạn, bệnh viện của cây mai chứ không còn là thì như vậy, để gì mình biết mình điều tiết. Và tôi nói các bạn như vậy, về phân và thuốc
Tôi nói các bạn từ từ, đừng nóng, cứ để cho nó phục hồi tự nhiên. Thí dụ như các bạn vô bệnh viện, ta chưa tìm được các bạn mạnh sức khỏe, người ta phải để cho các người ta theo dõi, rồi người ta mới bắt được cái bệnh là người ta mới trị được. Cũng như cái mai nãy tôi nói rồi, ví dụ như giờ mình để cái đọt vậy, trong 7 ngày mà cái đọt nó phát triển mình thấy dày dặn thì mình đem ra ngoài là mình cho nó ăn cái gì. Thật ra các bạn đừng có nôn nóng. Nếu mà tôi hỏi các bạn cái mai này, tôi chỉ nói sơ, tôi nói mùng 9 tôi mới chia phân mà tôi chưa rải nữa, các bạn đưa cái hàm lượng NPK vô là các bạn hại nó. Nó không ăn không nổi các bạn ơi, nó cũng như cái mai này, ăn gì nổi mà ăn. Cái clip này tôi cho tôi dài nha, tôi phân tích nè để cho mình tìm hiểu, các bạn học hoài học mãi về cái mai, khi nào không còn chơi cái mai nữa thì mới không tìm thôi. Tôi cũng như các bạn chứ tôi không hay gì, nhưng mà những cái gì mà tôi thấy được thì tôi chia sẻ lại cho các bạn và các bạn cùng chia sẻ cho tôi. Đấy đây, tất cả đều phát tán qua live, ăn cái gì bây giờ đưa vô hàm lượng NPK thì sao các bạn, nó bệnh thì phải cho nó húp cháo chứ, rồi từ từ mình tăng lên cho ăn cá, rồi từ từ lên mới cho ăn thịt nướng được, thịt bò hay gì bổ sung, thì cây mai nó cũng như vậy. Các bạn thấy không, bệnh viện nó là bệnh viện thì nhà sáng, mà cây mai đề kháng rất là mạnh, chứ những cây khác là chết hết rồi đó, thì các bạn thấy không. Dạ, tôi xin chia sẻ cái vấn đề này. Các bạn sẽ thắc mắc, và tôi hôm đó tôi có một cái lời nhận xét như vậy mà tôi suy nghĩ hoài, tôi không nghĩ ra là có cái bạn nói là những cái clip tôi làm nói là nói ngược nói ngạo. Thì tôi suy nghĩ các bạn, không phải là mình cái chuyện qua chứ tôi không có để bụng đâu, quen rồi, mùa chủ yếu là chia sẻ cho các bạn nha. Thì tôi suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta, sao mà ngược ngạo. Ví dụ nói ông này ông nói tào lao, nói dài gì là tôi hiểu chứ, tôi cái gì tôi không hiểu là tôi tìm cho hiểu chứ tôi không phải là tình trạng. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ như vậy không biết đúng không các bạn, tào lao nói ngược nói ngạo là sao. Thì bây giờ tôi suy nghĩ vậy, mà tôi nghĩ là những bạn cũng đang hơi thắc mắc về vấn đề này là gì, tại sao cái cây mà mình bứng từ đất vô sang chậu mình lại đôn mạnh lên ha, đôn mạnh vô để chừng nào sát chừng nào thì cái mai nó làm mạnh chừng đấy, còn cây mai này tại sao khi mình nuôi xong tôi lại kêu để cái đọt này, để cái này á các bạn, và không bấm sâu. Những người bấm sâu thì tôi lại cái cách làm thì tôi không phản đối, nhưng tôi lại không đồng tình. Các bạn thấy không, đây cây mai này là để ngoài nắng này các bạn thấy. Cái bộ lá rất là dày dặn sung mãn. Cái này là cái tôi nghĩ, không biết cái anh bạn đó nói là nói ngược ngạo là không phải vậy không. Tôi cũng cảm ơn bạn nha, tôi không phải nãy, nhưng mà tôi suy nghĩ tôi nói ủa sao ngộ à. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là vậy thì tôi nói, và tôi nghĩ rằng những bạn vì quá cảm tình với tôi hay sao cũng có thắc mắc vậy, không đánh thẳng vô cái phần chia sẻ. Nhưng tôi nói các bạn, tôi rất thích những cái mà nó gút mắt các bạn để mình học mà. Các bạn cứ mạnh dạn ha, tôi chấp nhận tôi bí luôn. Nếu các bạn ha, chia sẻ những cái phần tôi bắt bí đi các bạn, không phải là mình ấy, nhưng mà gì, cái đó là cái thiếu sót mà mình cần phải học, và tôi học và các bạn cũng học để chia sẻ về cây mai sau này nó không làm khó mình các bạn. Thì tôi nghĩ đa số các bạn có trong cái tư tưởng tại sao tôi nhắc lại hơi dài ha, cây mai mình bứng ngoài đất thì người ta phải suốt lá hết rồi đôn tàn thế này, đôn sâu chừng nào thì khi phục hồi cây mai rất dễ, phải không các bạn. Thì các bạn lại thắc mắc vấn đề này, tôi nói các bạn như thế nào, hai cái này tôi giải thích được hoàn toàn khác nhau, xa lắm các bạn ơi, xa lắm, khác dữ lắm. Thì bây giờ tôi qua đây từ từ ha các bạn, đừng có nôn ha. Thì hồi nãy giờ tôi chia sẻ về cái phần cái lá non á, cái lá ra thì mình nhìn mình biết cái mạnh yếu để mình xử lý các bạn. Đây như cái mai này, tại sao tôi cắt nè, cái mai này rất lớn nha các bạn, nó còng nhồng 4-5 thước nè cắt thì dỡ ra như vậy. Thì các bạn thắc mắc là tại sao cái mai này lại cắt bốn, và cây mai này tôi lại để cái đọt. Thì bây giờ cái chủ đề này tôi sẽ bây giờ hãy tôi một lần là tôi ba tôi sáng qua luôn rồi đó.
tôi đẩy qua luôn cái đề này một vài sóc luôn đó. Nhưng mà thôi, không phải là nói để mà có cái gai cắn hay gì, nó dài quá các bạn à, rồi bị rầy thì nó dài thiệt cái này nè. Nhưng mà tôi nói các bạn, tôi sẽ dạy tôi những cái gì mà tôi nói trong clip chia sẻ với các bạn à, tôi đều giải thích hết. Và tôi hứa với các bạn cái chủ đề này tôi sẽ giải thích trong một cái clip nào ngắn ngắn, và tôi sẽ chen vô tôi giải thích cái clip này. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, xa hết các bạn ơi, xa lắm. Cây mai này dứt khoát phải để cho người ta. Và cây mai khi mình bứng từ đất vô phải sạc cho thể bấm sâu chừng nào thì nó lại mạnh chừng ấy, cái nhựa nó sẽ nuôi nhanh hơn. Và bây giờ trở lại cái chủ đề này, tôi nói các bạn này, nhớ phòng trừ bọ trĩ các bạn. Gặp đầu đây cái lá mà nó dũng dũng nè các bạn à, các bạn nhìn ha, tôi chỉ từ từ cho các bạn theo dõi ha. Nếu các bạn yêu nghề mai thì các bạn ẩn nhẫn thì mới chơi mai được, còn nôn nóng thì khó lắm các bạn. Đây các bạn sẽ thấy rằng đây là cái lá này tôi bứt luôn nè, các bạn thấy dũng không nè. Tôi qua đây tôi quay ha, đây là cái gì các bạn, chắc chắn là tôi nhìn là tôi biết bọ trĩ. Các bạn thấy không, nó phải từ cái kinh nghiệm vậy để mình chăm sóc cây mai nó mới dễ dàng. Còn mình nhìn vậy mình không biết, tới hồi nó ra đọt non vàng khè vàng que rồi thì nó lại dịch rồi bọ trĩ rồi thì mình trĩ thì cũng trễ. Đây nè các bạn thấy cái mai khó không, khó lắm. Đây nè, rồi trĩ các bạn. Nhưng cái phương pháp của tôi là gì, tội không đài làm biến này nha, bị chưa vô vụ, lấy dùng nước, dùng thuốc xịt vào chiều mát, sáng dùng nước đẩy nó lên trên cái dưới này đẩy lên vậy thì nó trôi, nó trôi đi các bạn. Trôi thì sao, giảm mật độ bọ trĩ. Cái đó là tôi chia sẻ rồi. Và bây giờ cái clip này tôi nói các bạn này, nên để ra tôi sẽ giải thích nha. Như cái mai này các bạn thấy để ngoài nắng, và hai cái mai hồi nãy cái lá của nó vậy thì nó ăn cái chỗ nào nữa, người ta đang bệnh. Nếu mình dùng ở trên mình xịt xuống, tôi nói sơ thôi, mùng 9 tôi hứa các bạn, mùng 9 tôi sẽ chia sẻ vấn đề phân thuốc. Không phải tôi câu giờ mà bây giờ tôi để vô một cái là 20 phút nữa đó, chắc chắn như vậy luôn bị rầy. Thì cái clip nó cũng có cái mức độ thôi các bạn, nó không dài quá, chắc chắn mùng 9 bị gì. Tôi nói các bạn đừng nôn nóng, những cây mai hồi nãy nó bị tổn hại về cái phần mà lá nó bị mỏng á các bạn, nó mỏng lét vậy nè các bạn, rồi ha, nó mỏng lét vậy nè, cây mai người ta ăn dày nè, cái lá này dày, còn cái mai nó mỏng lét vậy là do cái quá trình các bạn 3-4 cái chứng bệnh nó nằm trong. Nếu tôi nói các bạn, nếu đưa phân trên còn các bạn hãy làm thì các bạn cứ làm, tôi không kêu chờ tôi nha. Đưa phân trên và đưa phân dưới không hợp lý thì cây mai nó trở thành là coi chừng năm tới đi mua cây mai khác. Các bạn thấy chưa, nó nguy hiểm chưa. Và tôi nói thêm các bạn nè, chưa cần sử dụng NPK, dù bất kỳ cái gì NPK là không nên dùng. Và kỵ nhất là gì, đạm các bạn đưa vô, tại vì nó đâu có ăn đâu đứa. Các bạn thấy không, đây cái mai nè, ở ngoài nắng các bạn ơi, nè nó ra nè, thấy thương không. Cái mai này là tôi nói các bạn nè, nếu trường hợp cái mai này khoan nghe, tôi nói thí dụ nghe, tôi cho các bạn xịt á, kích đọt kích đấy đưa dưới chút đỉnh ha, vừa phải dưới mức độ là ấy, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng đối với những cây mai mà mới đưa về mỏng te bỏng tét ha, mà các bạn đưa vô là cây đó coi chừng. Nè các bạn thấy nè, khi đưa về rồi các bạn thấy cái lá nó buồn liền nè. Cái mai này nè, các bạn thấy không, đây là cây mai mới đưa về nữa nè, cái lá nó vắt sáng rồi, nắng này rất là nhẹ các bạn nè, nó buồn nè. Thì các bạn nó đâu có ăn phân đâu đưa các bạn. Đây nè, để tôi vô trong lá tôi quay nè, các bạn thấy không, ở trong lá sáng sớm mà nó về rồi. Mà tất cả những cái điều bón phân qua bón lá và đưa vào cái rễ, đưa cái dưới, đưa vào phân chân, đều nó phải hoàn hợp với cái lá này nó mới nuôi. Thì tôi nói rồi, cái này là không ai thừa ai chứ, không có cái gì mà phải điều chỉnh cái này hết. Thì bây giờ mình đưa vô sao, khoan đi các bạn, tức là ý tôi nói là gì, để tự cho nó đề kháng, mình xem cái đã, và mình để cái lá này thì mình sẽ biết được cái cây đó mạnh hay là cái cây đó yếu, để mình có cái cách mình xử lý nó các bạn. Và từ từ
Nếu mà trường hợp không cần phải đúng như cái ngày tôi đâu các bạn ơi, tôi làm trước các bạn 2-3 ngày nữa làm cũng đâu cần phải đúng cái ngày đâu các bạn lo. Đây là tôi nói là các bạn, không phải là tôi kêu các bạn làm theo tôi. Thì các bạn xử lý những năm hàng năm được thì các bạn cứ làm. Nhưng mà đây là do những cái gì mà tôi thắc mắc và tôi tìm ra thì tôi xin chia sẻ với các bạn, và tôi muốn đón nhận lại những cái chia sẻ của các bạn đối với tôi. Dù rằng cái các bạn nghĩ rằng cái đó nó tôi nói không hợp lý thì các bạn cứ đưa lên. Tôi rất là thích những cái mà chia sẻ, mà tôi nói thẳng luôn là gì, bắt bí. Cái đó là cái gì, cái mình tiến bộ các bạn. Nếu tôi bí, tôi không trả lời được với các bạn thì cái điều này tôi học thì tôi sẽ nêu lên. Các bạn thấy không, khi tôi chia sẻ những cái mai hư của tôi đưa lên mà tôi mới giấu, không giấu một cái mai nào hết. Để làm chi? Nếu mình giấu là cái mai suốt đời mình không bao giờ mình biết được cái đó nó bệnh gì và cái cách phòng trị là sao. Tôi muốn các bạn đưa những ý kiến mà hay, những cái ý kiến mà không cần đồng thuận, gút mắt chừng nào thì lại minh lấy giỏi như cái mai chừng ấy các bạn. Rồi bây giờ trước khi dứt cái clip này thì tôi nói các bạn là để lá đây các bạn, mình sẽ xử lý nó. Nhìn lá thì biết được cái cây mai nó mạnh yếu rồi các bạn. Và cuối clip này xin chào các bạn, xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở clip sau.